Phi Nhung đã mở sổ tiết kiệm cho 15 người con, từng nhặt hạt điều 8.000 đồng, 1kg lo kinh phí. Trong buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung của trung tâm Huế Nga Paris by Night mới phát sóng sáng 16 tháng 11, sư cô hít nữ Minh Viên hé lộ nhiều điều bất ngờ về cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, sư cô hít nữ Minh Viên và Phi Nhung đã cùng nhau xây dựng mái ấm vòng tay dưỡng tử từ những ngày đầu tiên. Tiền thân của mái ấm này là một ngôi chùa do sư cô và Phi Nhung dày công xây dựng nên. Thời điểm ban đầu, khi cơ sở vật chất chưa có, sư cô sống ở khu kinh tế mới Bình Phước, thiếu thốn nhiều thứ, thậm chí phải ngủ trên một tấm ván. Vùng kinh tế mới hoang vắng, khi đó ngôi chùa chỉ là cái am nhỏ, hàng đêm nằm ngủ trên một tấm ván thôi. Lúc cúp điện, rắn rít bò ra, sư cô sợ lắm luôn. Nhưng chị Phi Nhung nói, sư phụ cố gắng, những chỗ khó khăn thì mình ở đó giúp đời, chỉ những chỗ sung sướng thì mình tới thì không còn ý nghĩa gì. Vì câu đói đó mà sư cô ở lại, chỉ nhiều lần muốn bỏ chạy rồi. Mái ấm vùng tay dưỡng tử là cơ sở bảo trợ cho em được nhà nước công nhận đầu tiên ở Bình Phước. Để có tiền trang trải chi phí cho mái ấm, Phi Nhung đã tự bỏ tiền đi hát, tiền bán đĩa đi duy trì. Thậm chí để có thêm kinh phí, sư cô và Phi Nhung từng phải đi nhặt hạt điều, bóc vỏ điều huề cho người ta với giá 8.000 đồng 1kg. Từ tiền bán đĩa của chị Phi Nhung, có bao nhiêu là chị đem về lo cho các con, chứ chưa từng có mạnh thường quân nào đứng ra giúp đỡ cả. Sư cô có làm phụ thêm, nhưng không đáng bao nhiêu hết. Các Phật tử có đem đến bó rau, hùng mì nhưng chưa từng có ai tài trợ Phi Nhung. Chính chị Phi Nhung âm thầm, chị tự mình làm chứ không muốn nói ra. Ngoài ngôi chùa này, Phi Nhung để sư cô đại diện xây dựng nhiều nhà tình thương, giúp đỡ nhiều nơi khó khăn khác nhau. Theo chia sẻ của sư cô hít nữ Minh Viên, có tổng 23 em nhỏ được Phi Nhung nhận là con nuôi. Trong số đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền, còn 8 bé được Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng. Theo chia sẻ của MC chương trình, quản lý của Phi Nhung từng tiết lộ rằng tiền học phí của Hồ Văn Cường và bé Phi Như do tập đoàn VH bảo trợ và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Phi Nhung đã mở tài khoản tiết kiệm cho 15 người con nuôi chính thức và có sự gửi gắm Hồ Văn Cường cho hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen. Hiện tại, Hồ Văn Cường đang học tại đại học Hoa Sen, hiệu trưởng trường đại học này là bạn thân và là cố ca sĩ đã có sự gửi gắm tới cô hiệu trưởng của trường để hỗ trợ cho Hồ Văn Cường. Về cuộc sống của các con nuôi Phi Nhung sau này, sư cô hít nữ Minh Viên cho hay, từ sau khi Phi Nhung mất, chưa có mạnh thường quân nào lên tiếng hỗ trợ các con nuôi của chị. Nếu có, sư cô xin cảm ơn và tiếp nhận sự hỗ trợ, nhưng sư cô sẽ cố gắng để tiếp tục tự lo cho các con, chứ không giao các con cho ai cả. Sư cô muốn giữ lại những điều tốt đẹp mà trước đây Phi Nhung đã làm. Khi chưa có dịch, Phi Nhung đã mở sổ tiết kiệm riêng cho 15 con. Điều này chỉ có sư cô và chị Phi Nhung biết thôi. Sau này, khi các con lớn, các con sẽ được chủ động sử dụng số tiền đó. 15 con có 15 sổ tiết kiệm riêng. Đây là tiền do Phi Nhung tự bỏ vào để lo cho các con. Chính các con cũng chưa biết điều này. Những chia sẻ của sư cô hít nữ Minh Viên khiến không ít khán giả xúc động. Mới đây, sư cô cũng từ chối nhận số tiền 500 triệu đồng mà Ngọc Sơn và công ty tặng cho các con của Phi Nhung.